Khi hoàng hôn buông xuống, cầu Long Biên khoác lên mình vẻ đẹp lãng mạn và cổ kính. Đây là thời khắc lý tưởng để tận hưởng một khung cảnh yên bình giữa lòng thành phố. Trong ánh hoàng hôn nhạt màu, cầu Long Biên hiện lên như một nhân chứng già nua của thời gian. Vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng, dưới ánh nắng vàng, từng nhịp cầu sắt như ngân lên giai điệu của những câu chuyện đã đi qua trăm năm. Cầu Long Biên, cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng, nối hai quận Hoàn Kiếm và Long Biên, được xây dựng từ năm 1898 đến 1902, có chiều dài 2.290m và 19 nhịp dầm thép. Cây cầu mang đậm dấu ấn lịch sử và được mệnh danh Tháp Eiffel nằm ngang của Hà Nội. Cầu Long Biên không chỉ là một công trình giao thông, mà còn là nơi lưu giữ những ký ức và tình yêu của thủ đô nghìn năm văn hiến. Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn được ngắm ánh hoàng hôn, những tia nắng vàng trong chiều dần buông hòa quyện với màu nâu cổ kính của cây cầu. Tất cả tạo nên một khung cảnh lãng mạn trên sông mà không nơi nào có được. Nơi đây chính là nguồn cảm hứng sáng tác cho các nhiếp ảnh gia, thu hút rất nhiều du khách ghé thăm và check-in. Đừng bỏ lỡ những bức ảnh tuyệt đẹp của bạn ở đây nhé!